Đầu tiên thì em Hà xin được đọc câu hỏi là có một chị hỏi rằng là người bị gan B dùng riềng 14 ngày, mỗi ngày dùng một viên sau ăn sáng, bị cào ruột và có hiện tượng bị tăng nóng trong mặt, nổi đầy chấm đỏ trên cả mặt. Thì cái trường hợp này mình sẽ hỗ trợ như thế nào chị Thảo ha? Vâng, với câu hỏi này thì Minh Thảo xin chia sẻ là cái hiện tượng mà phải mụn, nổi mụn khi mà sử dụng thì nó chiếm một tỷ rất là nhỏ khi mà dùng những sản phẩm này. Nó rơi vào chắc khoảng độ 10 phần ngàn, tức là 1.000 người sẽ có khoảng độ 10 đến hơn 10 người là sẽ có thể gặp cái hiện tượng là nổi mụn khi dùng. Đó. Nhưng nếu mình hỏi kỹ, mình biết là khách hàng của mình đang bị viêm gan B, tức là mình hiểu cái tình trạng của họ là gan khá là yếu, chức năng gan yếu và cơ thể nó bị tích tụ nhiều cái độc tố. Chính vì thế cho nên khi dùng cái Reliquary, nó trong thời gian đầu nó sẽ tạo cái quá trình thải độc nó khá là mạnh mẽ, cho nên là nó có thể có những cái phản ứng như thế. Không chỉ cái này đâu, các cái loại mà các cái viên uống các anh chị mà mua ở ngoài hiệu thuốc mà có tác dụng là mát gan, thải độc gan ấy, nó cũng có thể phản ứng ra ngoài da như vậy. Tức là nó nổi bung lên một hồi nhưng sau thì nó lại lặn hết thì da mình lại rất là đẹp. Đấy thì với cái trường hợp mà khách có bệnh nền như thế này thì để cho cái quá trình đó thải độc đó nó diễn ra gọi là êm nhẹ hơn, nó bớt mạnh đi, mạnh mẽ lại thì mình có thể hướng dẫn cho khách làm uống cách ngày một viên chị nhé. Và lưu ý là khách thứ nhất là vệ sinh da mặt sạch sẽ này, thứ hai là ăn uống sau khi ăn no, bởi vì cái viên này nó chứa vitamin C khá nhiều ạ. Đó, cho nên mình uống sau khi ăn no này, ăn thêm nhiều rau quả và nữa để cho nó giúp cho cái quá trình hấp thu nó tốt hơn và nó bớt những cái triệu chứng như là mặt MC vừa mới đọc. Thì mình sẽ tiếp tục dùng để cho lá gan của mình nó vẫn tiếp tục thải độc nhưng mà nó mức độ chậm hơn và nó hỗ trợ cái chức năng gan của mình nó tốt hơn anh chị nhé, không có vấn đề gì đâu ạ. Sau đó thì khi da mình nó được thải độc ổn rồi thì da cũng khỏe lên, đẹp lên và cơ thể cũng như vậy, hoàn toàn không có vấn đề gì.